Anh ăn món này gọi là món gì vậy anh? Gỏi Thái. Gỏi Thái. Nha, để lên giá cốt cạnh. Thank you.
Nó làm vậy á. Hôm bữa em vô trong cái vườn nho kìa, ông kia cô nó cũng làm liên tục nữa. Cô đẹp như vậy chứ không phải mang về có đính đây hoài cũng được đó. Mang về là để cho tổng hợp này nè, thấy thế không, ngon không? Các bạn có người đẹp nữa nè, rồi cái anh chàng quay phim đứng hoài người đợi người đẹp cười một cái rồi cười thấy không, chỉ là cũng tội nguyện phải không? Thì coi cưng quá. Coi dễ thương nha hả? Thì ra anh chàng này thích cái coi này nó dễ thương nè. Đã bỏ rồi vô nha các bạn. Đừng chống đó. Rất là ngon ha. Việt Nam mình không có món này nha. Các nguyên liệu của Việt Nam không? Không, nhưng mà Việt Nam mình không có làm gì ha. Không? Đó, thấy chưa, hấp dẫn chưa, thèm chưa, vô một ly đi. Cười cười cái cười. Hấp dẫn. Quá hấp dẫn nha, một cái đĩa thêm. Các bạn thấy sao, hấp dẫn nha. Một phần về bao nhiêu vậy em? Dạ 40.000 đồng giá rồi. 40.000. Đúng rồi. 40.000. Anh đưa tiền anh ơi. Cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn em. Món này gọi là món gì vậy?
Mỗi thái đó. Rồi. Để lên giải cúng dạy. Cúng quá.